Giá treo quần áo gỗ thanh đơn với kích thước là 100cm x 40 x 125cm, với trọng lượng là 1,7kg, chất liệu là gỗ thông, màu sắc gỗ tự nhiên, hàng Việt Nam, dùng để treo quần áo thay thế cho tủ, kết hợp cho các shop thời trang trưng bày sản phẩm, tạo nên nét tươi mới cho căn phòng của bạn, dễ dàng lắp ráp cũng như tháo gọn khi di chuyển. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một cái giá treo quần áo mà làm bằng gỗ thanh đơn, giá rẻ tại xưởng luôn nha các bạn. Thì đây là một sản phẩm mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là cần đối với những gia đình mà hay di chuyển, chúng ta ở trọ hoặc là các bạn học sinh sinh viên, những cái shop quần áo mua cái giá treo quần áo gỗ thanh đơn giá rẻ này sẽ tiện lợi vô cùng. Nó sẽ giúp cho các bạn thu xếp gọn gàng cái căn phòng của mình, đồng thời hỗ trợ các bạn móc treo quần áo lên khá là chắc chắn nha. Với thiết kế thanh đơn nhìn cũng khá đơn giản, các bạn có thể mua và sử dụng nếu có nhu cầu. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả. Mình giới thiệu với các bạn đây là một shop trên Shopee được đánh giá là 4.9 sao nè, với 1,9 ngàn sản phẩm đã bán rồi và giá của sản phẩm đang giảm 37%, 112.800 đồng cho một cái sản phẩm là giá treo quần áo gỗ thanh đơn như thế này. Giá này cũng khá phù hợp đúng không các bạn? Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Sản phẩm chắc chắn, dễ lắp ráp, đẹp, ok lắm, nên mua nha mọi người ơi. Chất lượng sản phẩm tuyệt vời, phù hợp với giá tiền, giá treo đẹp, nếu muốn chắc chắn thì phải mua thêm cái bát cốc chéo, hàng đóng gói chắc chắn. Đây là cái hình ảnh thực tế luôn nè các bạn, khách hàng đã mua về và sử dụng nè. Nếu mà chúng ta treo cái lượng quần áo ít hoặc vừa phải như thế này thì mình nghĩ rằng là không cần cái thanh chéo đâu, nó cũng đủ cái độ chắc chắn rồi. Hàng đúng như hình, đẹp, ưng lắm, xếp đóng gói cẩn thận. Nó là dạng mà thanh đơn nên là mình cũng không có quá phức tạp thôi các bạn. Nói chung thì một cái giá treo quần áo đơn giản, rẻ đẹp như thế này thì mình nghĩ rằng là các bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu và chúng ta muốn mua hàng. Nếu các bạn lăn tăn chưa biết mua ở shop nào uy tín thì mình giới thiệu với các bạn. Mình đã để sẵn đường link, các bạn hãy click vào tìm hiểu mua hàng nếu có nhu cầu nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.